À, như là Thảo đã nói là hôm nay thì tất cả các ca sĩ như là một đại gia đình của anh Ba Ngọc Sơn. Và có một ca khúc mà anh Ba Ngọc Sơn sáng tác. Quý vị có biết không là từ năm này qua tháng nọ, lúc nào cái bài hát này cũng hot. Ở bên Úc, bên châu Âu, bên Mỹ, Thảo đi diễn ở bất cứ đâu, trong một chương trình ca sĩ nào cũng hát cái bài hát này hết. Và bao nhiêu năm trời rồi mà tới bây giờ các ca sĩ cũng tranh nhau hát bài hát này trên sân khấu. Mà mỗi lần mà giới thiệu bài hát này thì khán giả lại rất là thích, và khán giả rất là thuộc cái bài hát của anh Ba sáng tác. Và Thảo cũng là một trong những ca sĩ rất là may mắn được sử dụng bài hát từ rất là lâu trong những cái live show của mình. Và live show nào thì Thảo cũng hát bài hát của anh Ba sáng tác hết. Ngày hôm nay thì lại càng đặc biệt hơn, là Thảo sẽ được song ca cùng với anh Ba Ngọc Sơn ca khúc có tựa đề Khúc Tình Nồng. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn đại gia đình, những người sống nặng nghĩa tình trước sau. Dù ở bất cứ nơi đâu, nhưng lòng vẫn nhớ về nhau suốt đời. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Say tuyệt vời, oh, khúc ca đồng say tuyệt vời.
Đại gia đình ta tuyệt vời.